Nếu anh em muốn có 10.000 hoàn toàn miễn phí, hãy truy cập vào ngay shopmisutv.com, gian đông chứng VIP cực cao, phòng quay chúng tới 9.000 kim cương. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em nhấp vào để biết thêm thông tin và chi tiết nhé. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay chúng ta cùng đến sự kiện mới này và thẻ vô cực mùa sau nó sẽ trông như thế nào nhá. Ok. Thì đầu tiên chúng ta mới có một cái sự kiện mới, đó chính là khi mà chúng ta nạp kim cương ấy, mọi người có ngay skin súng hoàn toàn free nhá. Đây. Ok, thì khi mà chúng ta nạp một kim cương ấy, có ngay skin súng MP5 thỏ cuội. Ôi, khá là ngon nhỉ. Rồi, khi mà chúng ta nạp 199 kim cương, mọi người có ngay cái ván lướt và nạp 900 kim cương có máy bị ẩn nhá. Thì nói chung là cái máy bị ẩn ấy, mọi người đổi sang cái bản thiết kế thôi. Đó. Và nói chung là sự kiện này chúng ta nạp có một kim cương thôi, nên là mình có một cái event cho mọi người đang xem nhá. Mình sẽ chọn 20 đến 25 người chúng ta đã like đăng ký này và comment ở dưới, mình sẽ tặng 45 kim cương. Nói chung là 45 kim cương thì mọi người có skin súng rồi, đúng không? Nên là mọi người nhớ tham gia cái event của mình nhá. Mọi người comment một cái gì ấy, chúng ta câu like thì sẽ được trên top này, mình sẽ dễ nhìn thấy hơn. Đó. Ok, và tiếp theo thì mình có qua cái shop của mình để mình rút kim cương nhá. Bạn đâu chúng ta muốn có 10.000 miễn phí ấy thì mọi người đăng nhập vào shop mình là có thôi. Đó. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ rút kim cương. Ở đây mình rút 456 kim cương đi. Ok. Rồi, thì sau khi rút xong ấy, chúng ta chờ duyệt. Chắc duyệt thì khoảng vài phút thôi. Đó. Nên là bạn đâu mà chúng ta muốn quay kim cương này, hoặc là muốn nick, có thể vào đây ủng hộ mình nhá. Và tiếp theo thì mình có kim cương rồi. Đó. Ok, thì mình sẽ nhận skin súng luôn. Đâu nhở? Đây, rất là ngon. Chắc là đến trưa ngày hôm nay ấy, mình sẽ tạo một cái cút tùm mọi người top 1, top 2, top 3 này là có skin súng luôn. Đó. Ok, mình sẽ nhận luôn. Rồi, thì nói chung là mình sẽ trang bị luôn nhá, xem nó như thế nào. À, đây rồi. Vậy là chúng ta có chỉ số nhá mọi người, tăng một tốc bắn này và một độ chính xác. Ui, skin khá là ngon nhỉ. Theo mình thấy là cái skin này ấy khá là ngon, mà chỉ có nạp một kim cương thôi. Đó, mình sẽ trang bị luôn đi. Ui, chất quá mọi người nhỉ. Ok, thì nói chung là mọi người đang xem, nếu mà chúng ta chưa có tiền vào game ấy thì mọi người tham gia một cái event của mình thì chúng ta có ngay skin súng này hoàn toàn free. Ok. Và tiếp theo thì mọi người sẽ cùng mình, chúng ta đến với thẻ vô cực mở sau, chúng ta sẽ có những cái gì nhá. Và chúng ta cùng let's go. Ok, thì trước mặt mọi người đó chính là thẻ vô cực mở sau nhá. Ở đây thì mình sẽ cho mọi người xem cái intro hết đi. Ok, rất là chất chơi luôn. Hình như là chúng ta lại mang theo phong cách hip hop với mọi người, trông cũng được nhỉ. Trang phục nói chung là cũng đẹp rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết trong thẻ vô cực nhá. Đầu tiên thì mọi người sẽ có một cái áo hip hop này. Đúng thật, mình đoán là mang theo phong cách hip hop, đúng như thế luôn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái skin xe thính nữa này. Ui. Ok, mọi người thấy là chúng ta có một cái hộp. Hộp này là có một huy hiệu nâng cấp súng ấy. À, vậy là chúng ta không cần mở thẻ vô cực, mọi người vẫn có hộp này nhá. Được nhỉ. Thì chúng ta cày free thôi, là mọi người có cái huy hiệu để chúng ta nâng cấp skin súng rồi. Được nhỉ. Rồi, thì đây là trang phục của nữ nhá. Mọi người thấy chưa, nhìn cũng khá là chất nhỉ. Rồi, tiếp theo chúng ta có khá là nhiều cái huy hiệu nâng cấp súng này. Mình thấy khá là nhiều đấy mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái ván lướt đàn guitar.
trông khá là dễ chơi nhỉ. Rồi thì nói chung là đây là một số cái vật phẩm mới trong thẻ vô cực mùa sau nhá. Đây mọi người thấy chưa, khá là nhiều vật phẩm luôn. Rồi đây tiếp theo thì mình thấy trong một cái thẻ vô cực ấy, thẻ vô cực mùa sau, nếu mà mọi người không mở thẻ vô cực nhá, có khá là nhiều cái hộp huy hiệu để chúng ta nâng cấp skin súng này. Mình đếm sơ sơ chắc là cũng khoảng 5-6 hộp rồi đấy, khá là nhiều. Mọi người chỉ cần cày thôi. Ba lô này, ba lô theo phong cách kiểu cái gì nhỉ, cái loa đấy mọi người. Đó, nhìn cũng khá là đẹp. Rồi đây là trang phục trong mùa sau nhá, nhìn cũng bình thường. Theo quan điểm của mình nhìn nó cũng bình thường thôi, không phải là đẹp cho lắm. Đó, à chúng ta có một cái kính khá là chất chơi này. Đây kính đây, nhìn khá là chất chơi đúng không anh em? Đó, ok. Thì đây là toàn bộ thẻ vô cực mùa sau. Hy vọng là mọi người đang xem, chúng ta nhớ like, đăng ký này và chia sẻ giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Hay hơn, mới hơn nhá. Bye bye.